Thank you.
ai nhờ?
quá.
xem có đánh bóng nước không. Kia nha. Qua bữa bán cân 50.000 con mà cá bé. Cá này to mới ngon. Cá không béo mà. Cá có cục kia có cục thế này. Cá này mới nướng rồi ấy. Nhưng mà mình mới đã còn. Nó bảo hôm nay thả mà hôm nay chờ mấy con thấy gọi điện. Ừ. Nó bảo hôm nay em thả. Ở đây em gọi chị. Có mấy con đợt đỏ ấy. Đâu con đợt đỏ đây này. Thôi. À đâu nhỉ? Con nằm nằm cái con béo này. Em Nhà có không? Không có.
thế. Không gần. Em mang cái này về nhà cho chị thả vào giỏ to nhé. Đây này, bám đi. Đi đây đây. Mình mang cái này đi về mình thả vào áo ấy. Thả vào trong nồi. Rồi đó còn đấy. Trong nhà ấy. Mà cái dưới à chuẩn bị sao mình cố chân à? Cố trên nó cho nó bị sao tốt. Mồng mồng mồng. Đau mệt lắm rồi. Không để nó có
nhập nó ra nước. Dập sao đây mà dập anh em nào. Ăn đây, ngon không? Không mua không cho ăn đâu. Phải mua mới cho ăn. Mua mới cho ăn á. Ăn đi. Đâu đâu. Nghe chưa vậy? Cho miếng là gì? Ngon nè.
em nói em hỏi đâu. Nó kêu với nhau. Còn tinh khác như mấy quả này nhưng mẹ không ăn sớm bắt là thử đấy. Ôi. Thank you.
nhé. Cái đồ chứ.
là người. Bộ tỏa đang ăn dưới đào này chín mặn mướt thì à gì ngọt đâu, mặn hết chút chút những chỗ. À. Ăn ăn dưới đào như đâu, hắn cái ngoài mẹ nó kiếm mà thái ấy. Sao mặn chín mướn sao mặn hết tha tha sao là mặn mướt thì à gì ngọt. Dạ, hết mặn chín cái này mới phải ạ. Mặn chín rồi hấp đúng. Chắc
Dấm lên chưa? Chào các cô, các chị nhá. Về lâu chưa? Chẳng biết ai kéo ai đâu. Nên kéo chị nhé. Nên nhẹ hơn nhé. Nên nhẹ hơn hơi tóc tóc lên rồi. Chị uống nước đi, uống nước ngọt thêm là cái liều ở đấy nhỉ, chị uống nước đi.
đấy, cái đấy được. Được. Để uống nha. Con nào cốc vậy? Mẹ về rồi. Hả? Mẹ về rồi. Thành chân là cháu với chị à? Tắm suối không muốn chưa không mày nhá. Nước quá ta. Mua đây có cá sấu. Chạy đi. Muốn chuẩn thật à? Ở đây mình nước thì cũng bị cháy. Đi nốt ra. Đi tắm trắng á.
Rồi đúng không? Vội thế. Vội còn đi bán hàng. Cái giá sao? Cân bao nhiêu đấy nhá? Về đâu? Bố đi mua thuốc mà. Thích quả dài thôi. Quả dài. Đổ ra đi. Cơ. Này, ai đấy chọn được con không? Cái chị Tần chọn quả dài hay cái chọn quả lái đi. Có tìm thấy đâu mà. Đúng mà, chọn. Thật đấy. Đồ xe đi, đồ sao đâu mà. Bỏ ăn hỏng bằng bỏ chứ. Đồ đây này. Bẩn lắm. Ừ. Bẩn cái gì mà bẩn. Ôi. Phát em đồ nhỉ.
Ôi giời ơi, xinh thế. Anh vừa trêu chồng em bảo là hôm qua vừa đi vừa đi lên trên đồi đồi xong là chị bị gặp gió lào. Thế không lấy tiền á? Thế đã ở đây không lấy tiền, cái gì tiền? Thế đâu không lấy gì ạ? Thế tôi về đi. Về, mấy anh hai là phải làm con khác rồi. Em lấy đi. Tập ấy thôi.
Thank you.
Tháo không thí sâu đấy là tháo nước tí nhở à, tí nhưng mà tháo ở chỗ đấy tí đi không sao đâu à nhưng mà nó lại xuống từ dưới nhưng mà không có tháo nữa không cần tháo à lấy ổ ra thì bìa trước cái này có băng giang à băng giang đấy băng giang thì đấy băng giang mà cái nhìn như thế tưởng là được ở dưới kia hộp đẹp lắm nhưng bảo bác không được lố đâu không khác đâu anh chẳng biết lố gì đâu tiền bông nó dài nhưng mà cô kia ra mồn quá phải chuyên còn tiết trắng ở đó nhà đứa kia kia thì... mồn lắm ra vào con kín đi thật đấy còn áo cái này thì còn ăn thẳng đỡ bảo bác lại một cái này một tí thì cũng lấy hết một cái đấy vậy đi vào trong đi giống một tí con cái sẽ để nó nào con đó là một phong còn hai cái cho gió mấy cái bào không biết đó, xe lốp mòn quá không lên được nhưng mà tay lái này chắc lên cũng giỏi lắm mà đường đi khó trơn nữa
có dám được. Có qua bảo đi ra mà không được cả đi. À, trong túi. Bóng bùi nhăn nhớ em. Chết ma từng đồ nhắn có đi cù. Đấy. Em ai không có ông đang mầm ngài mà không nghĩ quên cái thỏi à biết bà còn mình quá khó nữa không phải là người nào cũng làm được nên đâu nên mới là giờ văn vẫn biết chết hết rồi nó bây giờ đi với mình nó còn nói gì tính như sao thì em chịu ra nói ngại quá. Không đâu không đâu không đâu không đâu gà này cũng phải gạt xong mới săn nó được không. เดี๋ยวมึงต้องซ้อมมาก่อนนะเอ๊ะก็ว่าจะเอาไปนึกว่าจะเอาไปไปเออน้องบิ๊กตู่เต็มจัดตู่เต็มเนาะอืมมันไม่ได้ดูดเลยตัวนี้ก็น่ะอันนี้ถึงมาไอ้โจมันน่ะไม่ก็อย่าโหกัดมันสักนิดโมซ้อมมาได้ดำยาไอ้ดำก็ดื่มดำ เราเห็นนะเพื่อนๆนะนี่อาจจะต้องคือผู้ใหม่ที่ต้องมาในใจด้วยนี่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 
Có tàu cái đó là ở trên đấy chưa có nhiều à. Tại có hèn ở tạp sang ăn về nùm nhỏ vì bé chú ăn lâu hẳn chú tao cũng biết được tao đi chụp
Thế này mới được nhiều tờ nhỉ? Ô, tiền không lấy thì không lấy tiền thì không rồi lấy không được thì lòng phải nhọt cái chân nhiều cái nào cũng từ từ đã, từ có chạy trước nha mua nhé. Cô xin chào nhé. Con người bàn. Vâng. Con tên lẻ. Không có tên lẻ đó. À một ta.
Trứng cua 1 cân 10.000 đấy, đâu ạ? Trứng đây 3.000 thôi. Trứng bán nào bán anh 1 cân? 1 cân, 1 cân. Anh ấy 100 cân rồi. Cân 100.000 đấy. Ôi, lấy trứng gà anh em đâu? Nói ra lấy trứng gà. Nó cho tất cả đổ này nhá. Ôi, xin nhau đi. Xin nhau đi. Anh đâu ăn trứng gà làm gì? Ôi, anh gà này trứng yếu lắm rồi nên là. Bổ sung một tí vitamin trứng đấy. Thôi. Đây là con dưới. Con dâu. À, đâu rồi? Bé ăn rồi. Cái là trứng gà ta. Trứng con đấy. Đâu biết được. Trứng con đấy, con đấy. Anh đông cho 10.000 giả tôi trứng. Tôi mua 1 cân trứng rồi. Đấy, ôi, của anh ăn chưa đủ, có 8 nàng dưới thôi. Cân 100.000. Thành cân 100 rồi. Bằng nhau nhỉ, bằng nhau nhỉ. Bằng nhau mà. Ở tôi nghĩ là đâu. Cho đây 60, 63.000. Còn cái quả thì tính 20 quả thì 20 quả bảo. 4 tờ đây. Thank you.
Thank you.